Hello các bạn. Mấy hôm nay bận bỉa hoa cũng không quay video các bạn ạ. Đây, mình đã thu hết vàng cánh dài rồi các bạn ạ. Còn các hoa kia bây giờ bắt đầu lở hết rồi. Bán hết vàng cánh dài thì bán hết pha lê, bán xong pha lê thì bán đến kim cương là vừa các bạn. Đây, màu cũng bắt đầu lở. Từ giờ đến rằm là sẽ thu hoạch hết. Nhưng đấy không phải là nội dung của video này các bạn. Video này nhằm mục đích khoe sa lem thôi các bạn. Sa lem gieo và bỏ quên các bạn ạ. Năm nay thì mình vốn định gieo để trồng Tết đấy các bạn. Nhưng mà mình bỏ quên nó. Vậy là mình cứ để nguyên nó ở đây thôi. Cái cây này nó đơn lẻ nên là nó ra hoa trước đây các bạn này. Nếu như mà trồng chăm bón cẩn thận tử tế thì cây này nó sẽ ra hoa vào Tết rồi. Chứ không phải là muộn 2 tháng như này đâu. Trồng sa lem thì nó cũng khá là hên xui thôi các bạn. Đây các bạn này, cái chòm này bối này nó dày quá các bạn ạ. Nó dày vào nhau ấy. Sa nem thì nó rất dễ gieo các bạn. Hạt thì nó hơi đắt một tí. Nói đắt thì nó cũng không đắt lắm đâu. Vì nó rơi vào khoảng tầm đó hơn 1.000 một hột đấy các bạn. Hơn 1.000 đồng ấy. Cái hạt sa nem thì nó khá là khó mua nhá. Cái hàng mình đang gieo này là hàng của Sakata đấy các bạn. Mình mua 8 gói 8 màu về mình gieo dần. Cái cây này thì nó có một cái nhược điểm là khi nó nở hoa như thế này này thì không được tưới nước lên bông các bạn ạ. Mưa cũng không được. Và phải che ni lông ở bên trên nữa các bạn. Không để cho sương đêm nó xuống ấy. Cái cánh hoa này nó sẽ bị hỏng này. Đây mình có 8 màu lận. Mà chắc cái chòm này chỉ còn sống được 4-5 màu gì đấy thôi. Bạn thấy ném tiền qua cửa sổ không? Cái đống này là gieo hết hơn 100 hạt đấy các bạn. Mỗi loại mình gieo lấy đâu đó mỗi loại là mình gieo 30 hạt đấy các bạn ạ. Ồ thế phải là hơn 200 đấy. Mình thì mình không đếm đâu. Mình cứ gieo thôi. Hôm rồi còn quên làm đi nữa ấy. Đây xong mình mới trồng thực dược vào đây. Thực dược không tưới được héo hết rồi các bạn. Cắt hoa bó ngày tuần xong rồi nó sơ xác hết cả ra rồi. Cái sa nem này thì nó dễ trồng quá rồi. Nhưng mà lại rất ít người trồng ấy. Có thể nói là mình thấy rất ít nơi trồng nhé. Ngoại trừ Đà Lạt ra thì ở Kim Động Hưng Yên mình ấy thì cũng có trồng. Nhưng mà mình thì không ở Kim Động. Và mình cũng không mua giống cây mà mình toàn tự gieo thôi các bạn. Cái hạt sa nem này nó to, nó dễ gieo lắm mà nó cũng nhanh nảy mầm nữa. Chỉ có một điều là phải gieo 5 tháng rưỡi các bạn. Tính từ ngày thu là các bạn phải gieo 5 tháng rưỡi. Là không phải các bạn gieo tháng 7. Các bạn phải gieo vào cái khoảng tầm đầu tháng 7 đến rằm tháng 7 đấy các bạn ạ. Thì các bạn mới ăn Tết được. Cây này thì nó không sợ nóng đâu các bạn ạ. Nó chỉ sợ mưa thôi. Mùa hè nóng nó cũng không sao và nó là cây lâu năm ấy. Nên cái gốc này của các bạn này vẫn để và vẫn ăn lại được ấy các bạn. Đây nha các bạn nhé, cái gốc này. Đây, để mình quay cận cảnh cho các bạn xem mình không chăm không ấy. Đây là cồi hoa này các bạn này. Đây là mầm này các bạn này. Những cái mầm này nó vẫn tiếp tục sẽ ra hoa nhé. Nó sẽ ra lá mới và nó sẽ ra hoa. Mình thì mình không hay để nhiều năm bao giờ. Nhưng mà cây này vốn dĩ là nó đã có một cái cành hoa trước rồi đấy các bạn. Nhưng mà mình tưới nhiều quá nó bị thui đi. Những cái cành sau này nó khỏe hơn nó mới lên được này các bạn này. Đây sa nem đây. Trồng cái này thì tiền giống thì tính ra không tốn nhiều đâu các bạn. Tốn là tốn cái đầu tư cơ sở vật chất ấy các bạn. Tiền mái che ấy. Mà mình thì mình không làm chuyên nghiệp về cái này nên là mình cũng gọi là trồng đá đưa thôi. Năm nào mà mình rảnh rỗi thì mình có chỗ thì mình trồng, mình không rảnh thì mình thôi. Chứ cái giống của nó thì nó rất là tốn ít giống nhá các bạn nhé. Một luống của nó chỉ tốn đâu đó vài chục cây giống thôi các bạn. Vì khoảng cách trồng của mình là 30 nhân 35 ấy. Khoảng cách tương đương với cây đồng tiền ấy các bạn. Và ăn thì có thể ăn vài nứa liền. Còn càng về sau thì cái hoa nó càng bé đấy các bạn. Như cái cành này này, nó không đạt đủ tiêu chuẩn để mình bán cành được ấy các bạn. Lúc nó nở nó chỉ cao thế này thôi.
nó khá là ngắn, nó khoảng độ 50 cm thì nó khá là ngắn các bạn. Nhưng mà khi mình chăm thì cái cành của nó sẽ cao hơn, như cành này là đến lúc nở thì nó sẽ khoảng 70 cm này. Thì có thể bán cành được đấy các bạn. Còn dĩ nhiên là cắm nẵng, cắm các thứ thì khá là ổn. Hai cái cây mà bán chạy mà mình đánh giá khá cao là Sa Lem với Cát Tường thì năm trước mình lại không trồng. Rõ ràng là hai cây dễ nhất thì mình không trồng. Không phải dễ các bạn ạ. Kỹ thuật thì đòi hỏi Sa Lem thì kỹ thuật nó không cao. Còn Cát Tường thì nó đòi hỏi nhiều công hơn. Nó không phù hợp với mình thôi, thì phải đầu tư lớn đấy các bạn. Nhưng thu thì khá ổn đấy các bạn. Đố các bạn biết cây này là cây gì? Cây này là cây Durata. Cây hoa cà rốt đấy các bạn. Có thể gọi nó là như thế. Cây này mình không nhớ là Amiquin hay là Amimazut nữa. À cây này không phải Amimazut. Cây này là Green Nuck, tức là gen xanh ấy các bạn. Cái cây này thì chỉ có mình trồng để mình chơi thôi các bạn ạ. Mình trồng để mình cắm thôi, tại vì chỉ có mình thích thôi. Hoa của nó dạng như hoa rau mùi ấy các bạn. Nhưng nó dày hơn và nó đẹp hơn. Cái phong cách đồng cỏ mình thích thì nó những cái cây này nó rất là được trồng rất là nhiều và mình cũng rất là thích nó các bạn. Hoa nhỏ nhỏ. Lại nạc đề mất rồi. Mày giới thiệu đến các bạn Sa Lem vậy thôi. Rất dễ trồng nhưng cực kỳ khó mua giống các bạn. Vì mình phải mua giống hàng xách tay. Còn hàng của các công ty ở trong nước cung cấp ấy các bạn. Có bạn bạn ấy mua cái gói mà gói của cái gì nhỉ? Hương Nông ấy cái gì các bạn, gói 1 gam lận ấy mà mới có mấy chục nghìn ấy, 1 gam của cái cây này là hình như là 70 hay 80 hạt đấy các bạn. Là có mấy chục nghìn thôi. Về gieo thì chẳng nên được cây nào. Mặc dù nó đúng là hạt Sa Lem các bạn ạ. Bạn ấy chụp, bạn ấy gửi mình thì mình có thể nói là đúng là hạt Sa Lem. Nhưng mà mình thì không hề mua được cái hạt rẻ như thế. Mà mình phải mua hàng sách tay ấy. Tức là nhờ người mua sách về Việt Nam cho ấy. Còn hỏi mua của các cái công ty giống ở trong Việt Nam mình ấy, thì họ cung cấp gói 1.000 hạt cơ. 1.000 hạt một loại. Mà mình thì mình chỉ mua cái gói 100 hạt một loại thôi. Mà 8 loại cũng đã hết hơn 1 triệu rồi các bạn ạ. Còn gói 1.000 hạt thì phải hết đến khoảng tầm 8 triệu gì đấy. 8 loại 8 triệu thì hơi nhiều. Chứ còn nếu mà ở Việt Nam mà có cung cấp những cái gói 100 hạt đấy thì cũng tốt thôi. Dễ trồng. Phù hợp cho những cái người nằm nẻ như mình. Còn dĩ nhiên là nếu mà các bạn gần cái tiện xe ấy thì mua giống ở Đà Lạt chuyển ra cũng được. Nhưng mình thì mình không tiện. Chỗ mình thì không có xe đi Đà Lạt thẳng nên là mình không nhận được như thế các bạn. Mà mình cũng không có thời gian để cả ngày canh để đợi xe để phi lên để đón xe cả. Một cây Sa Lem thôi. Nói nhiều quá rồi. Chào các bạn nhé.